Xin chào các bạn đã quay lại với kênh channel của Dodo Vlog. Thì đã rất lâu rồi mình mới làm lại clip, do khoảng thời gian vừa rồi mình khá là bận với công việc. Thì hôm nay ngay cái dịp mà xuân đang về đây, mình sẽ làm một cái chủ đề đó là dành cho các bạn sinh viên, là mình có 5 triệu đồng trong tay thì mình sẽ thuê được căn hộ của Vinhome hay không. Thì mình xin trả lời luôn đó là được. Hiện tại mình đang có thẻ dân cư ở đây, mình sẽ đi lên bằng thẻ dân cư. Thì chỉ có thẻ và dấu vân tay mới đi lên các bạn, chứ người ngoài là không có thể nào vào được. Đây, cửa đã mở ra rồi. Đây là căn hộ Vinhome Central Park ở quận 9. Ở đây có do mùa dịch đó các bạn, nên khu căn ban quản lý đã chuẩn bị một cái gel sát khuẩn để khi mà chúng ta đi về đó, chúng ta bên ngoài chúng ta sẽ rửa tay. Thì một hành lang ở đây là có 3 cái thang máy. Một khu sẽ có 3 cái thang máy. Mình ở trong thang máy các bạn. Thang máy đi lên rất là nhanh. Đây là căn hộ một phòng ngủ. Thì giá thuê ở căn hộ này là 5 triệu, chỉ 5. Trên số điện thoại mình sẽ
tư vấn trực tiếp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe kênh mình. Sắp tới mình sẽ cho ra những video mới và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.